Dĩa bí xanh hấp của nhà Lan Anh hôm nay mới làm xong á các bạn. Bây giờ mình đang rút những cái tăm ra. Hôm nay Lan Anh vào bếp và bếp nhà Lan Anh hôm nay có món bí xanh hấp. Hơi lâu ngày mình xách nó hơi dày á, nó hơi lớn, nó hơi hở cái miệng á. Nên nếu mình gọt cái bí xanh này á, dùng cái dao hai lưỡi thì nó sẽ đi hết cái màu xanh. Cho nên Lan Anh gọt bằng dao bình thường. Bây giờ mình sẽ đi rửa và dùng dao hai lưỡi xách ra các bạn. Ở đây mình có gần 200 g thịt nạc xay và tí nữa mình dùng khoảng hơn một nửa chỗ đó thôi các bạn. Một phần tư thì cà phê bột ngọt, một phần tư thì cà phê tiêu, một phần hai thì cà phê hạt nêm. Trộn đều lên các bạn. Tí nữa Lan Anh dùng chắc khoảng hơn 100 g thôi. Còn một ít nữa thì có việc mình dùng vào việc khác các bạn. Mình đầu tiên mình bẻ đôi các cái tăm này các bạn. Mình lấy tăm, tăm chỉ răng ở nhà mình á. Rồi mình bẻ đôi ra. Vì mình không có cuốn nhân bên trong thì nó sẽ dễ bung á. Nên mình bẻ đôi ra và mình cuốn lại. Như này các bạn. Xong mình ghim vào. Em sẽ xếp nó vào đây. Bình thường thôi các bạn, cứ xếp vào thôi. Dĩa bí của mình xong rồi các bạn. Bây giờ mình mới dứt từng cái miếng thịt này. Dứt rồi để tí nữa nó chín, nó không có bị dính cục á. Mình múc ăn từng miếng được á các bạn. Cho nên là mình dứt ra nha. Đừng có miếng nhỏ chứ không phải đâu nghe các bạn. Rồi. Những miếng mà nó nhỏ mà nó xanh á. Còn thừa cái này là anh sẽ đi làm món khác. Cái món bầu của mình nó làm hấp đó các bạn. Thì mình bắt một ít nước và bỏ cái dĩa vào, rưới lên đây một thìa cà phê dầu ăn nha các bạn. Sau đó đậy bung lại. Hấp bầu trong khoảng 15 phút nha các bạn. Hấp đã được hơn 15 phút rồi các bạn. Giờ mình kiểm tra, chắc chắn là nó chín rồi nhưng mình cũng kiểm tra cho nó bảo đảm. Đó. Cái bí xanh mà cuộn này Lan Anh học ở trên mạng của chị Lê Linh miền Tây á, chị làm Lan Anh thấy rất là thích cho nên Lan Anh cũng làm cho gia đình mình ăn ngon lắm các bạn. Lan Anh thấy rất là ngon cho nên hôm nay làm và giới thiệu đến đến với các bạn. Cảm ơn chị Lê Linh miền Tây đã cho Lan Anh cái ý tưởng để làm cái món này. Khi mà dọn lên bàn á thì mình cái nào cũng có tâm hết nên cái nào mình cũng rút ra là nó xong á các bạn. Sau thời gian vào bếp, Lan Anh đã hoàn thành cái món bí xanh mà cuộn rồi hấp. Nếu các bạn thấy thích thì hãy lưu lại để tham khảo. Xin hãy chia sẻ và đăng ký kênh, tiếp thêm động lực mình sẽ làm thêm nhiều video hơn nữa gửi đến các bạn. Xin chào và xin cảm ơn.